Blog và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và bạn sự an lành. Các nhà nghiên cứu cho rằng bổ sung vitamin D có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tiểu đường. Người chủ nhà bất ngờ vì 700 pound hạt acorn tràn ra từ trong tường. Huntington Beach, California chính thức không cho treo cờ LGBTQ tìm được em bé tình nghi trong vụ bắt cóc ở riverside california người mẹ bị bắt hai nghị viên ở new jersey bị bắn thiệt mạng chỉ cách nhau một tuần tính từ louisiana một người gốc việt đã thú nhận sưu tập phim hình ảnh nhạy cảm trẻ em lãnh ít nhất 5 năm tù texas kiện chính quyền tổng thống joe biden vì yêu cầu các hiệu thuốc bán thuốc phá thai tổng thống joe biden tới wisconsin lại phê phán đảng cộng hòa cắt giảm an sinh xã hội và medicare hứa sẽ ngăn chặn Tổng thống Joe Biden đem thông điệp liên bang đến Florida Di dân lậu vượt qua biên giới phía Bắc Hoa Kỳ từ Canada đang gia tăng Mỹ khẳng định rằng khinh khí cầu của Trung Quốc có thiết bị thu thập tín hiệu liên lạc Mỹ có chương trình thành lập trung tâm huấn luyện HIMARS ở châu Âu Công ty Netflix xác nhận sẽ bắt đầu tính phí người dùng chia sẻ tài khoản với những người khác bên ngoài nhà của họ Giá vàng của ngày hôm nay, những diễn biến mới ảnh hưởng đến giá vàng Vụ bà hiệu trưởng ở Anh cùng chồng và con gái được phát hiện chết tại trường học là do chồng sát hại vợ Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố dừng tuyển tù nhân Đại sứ Trung Quốc nói rằng khinh khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận của Trung Quốc Tin Việt Nam công luận phản đối chuyện Đà Lạt dự tính xây casino Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay Các nhà nghiên cứu cho rằng bổ sung vitamin D có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tiểu đường các chất bổ sung vitamin D thường được sử dụng để bảo vệ chống loãng xương và gãy xương, nhưng nghiên cứu mới đưa ra có một lợi ích khác. Đối với những người mắc bệnh tiền tiểu đường, chúng có thể giúp giảm nguy cơ chẩn đoán bệnh tiểu đường hoàn toàn. Qua ba thử nghiệm lâm sàng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bổ sung vitamin D có được một ít hiệu quả trong việc hạn chế nguy cơ tiền tiểu đường tiến triển thành bệnh tiểu đường loại 2. Trong 3 năm, chỉ dưới 23% bệnh nhân nghiên cứu sử dụng vitamin D mắc bệnh tiểu đường so với 25% những người dùng thuốc giả dược. Trung bình nghiên cứu cho thấy các chất bổ sung làm giảm 15% nguy cơ tiến thành bệnh tiểu đường loại 2. Để biết thêm chi tiết về nghiên cứu này thì xin quý vị hãy vào trang web của UPI.com Health News. Người chủ nhà bất ngờ vì 700 pound hạt acorn tràn ra từ trong tường. Người chủ nhà khám phá một kho báo hạt acorn nặng hơn 700 pound là khoảng 300 kg được cất giấu bởi loài chim gõ kiến. Sau khi phát hiện có những con trùng bò ra từ bức tường của phòng ngủ, chủ một ngôi nhà tại quận Sonoma, tiểu bang California, quyết định liên lạc với dịch vụ kiểm soát côn trùng Nick Extreme Pest Control. Qua kiểm tra, Nick Castro là giám đốc của Nick Extreme Pest Control đã phát hiện những con trùng nói trên trú ngụ trong tường để ăn những hạt acorn. Ông Castro sau đó khoét một lỗ khoảng 4 inch square trên bức tường là khoảng 26 cm vuông Ông đã choáng váng khi thấy những hạt acorn bắt đầu tràn ra thông qua cái lỗ mới khoét. Số lượng quả acorn nhiều đến mức không thể tin nổi. Ông ước tính lượng acorn được giấu trong tường có thể lên tới hơn 700 pound và với lượng này thì phải thu thập trong vòng từ 2 cho đến 5 năm. Thông thường thì chim gỗ kiến giấu những hạt acorn ở những chỗ khuất như là rảnh ống nước. Nhưng ông Castro đoán rằng các chú chim gõ kiến đã cất giấu kho báo này đã vô tình rơi những hạt acorn vào trong bức tường thông qua một lỗ trên ống khói. Nhóm của ông đã đục thêm ba lỗ nữa trên bức tường để loại bỏ toàn bộ số hạt acorn được cất giấu. Số hạt này được chất thành đóng cao đến 20 feet là 6 mét. Huntington Beach, California chính thức không cho treo cờ LGBTQ. Huntington Beach đã thắt chặt các quy định về số cờ cho phép treo trên thành phố. Hội đồng thành phố Huntington Beach vào chiều ngày thứ Ba ngày 7 tháng 2 với tỷ số 4 trên 3 hạn chế số cờ được phép treo tại đất công cộng của Huntington Beach. Sắc lệnh mới sẽ chỉ cho phép treo cờ Mỹ, cờ tiểu bang California, cờ Huntington Beach và Orange County và lá cờ National League of Family Palmia Flag. Như vậy là lá cờ LGBTQ, bảy màu cầu vòng hiện đang treo, sẽ bị hạ xuống trên đất công cộng của Huntington Beach. Đề nghị này đã nhận những chỉ trích của những người muốn thành phố tiếp tục treo cờ cầu vòng trong tháng tự hào LGBT vào tháng 6. Hàng trăm người đã liên lạc với thành phố để lên tiếng về vấn đề này. Tìm được em bé tình nghi trong vụ bắt cóc ở Riverside, California, người mẹ bị bắt. Một bé trai 3 tuổi bị bắt cóc vào ngày thứ Bảy ngày 4 tháng 2 đã được tìm thấy an toàn ở Ontario và mẹ của cậu bé đã bị bắt. Theo sở cảnh sát Riverside, trích tin của ABCI Witness News, bé Elias Cruz được thông báo mất tích vào ngày thứ Bảy sau khi nhiều người nhìn thấy bé lần cuối ở khu phố Alonzar thuộc Riverside cùng với người mẹ là cô Samantha Hernandez, 25 tuổi. Cô Hernandez đã dẫn con trai của cô đi lúc khoảng 12 giờ rưỡi trưa khi mà bé đang ở trong khu phố Alonzar. Theo các điều tra viên, cô không có sự đồng ý của cha đứa bé và cô không có quyền giám hộ con mình. Nhân chứng cho biết họ thấy hai mẹ con lần cuối cùng đang đi bộ gần đường Lake và Randolph Street. Các điều tra viên cho biết cô ấy có thể đã đi về phía khu vực đáy sông Santa Ana vì dường như cô là người vô gia cư. Cảnh sát Riverside đã thuyết vào khoảng 11 giờ rưỡi tối rằng họ đã tìm thấy cậu bé an toàn và được đưa về nhà. Hiện thời không rõ cô Hernandez có bị thư kiện về tội bắt cóc hay không. Cô đang bị giam giữ. Hai nghị viên ở New Jersey bị bắn thiệt mạng chỉ cách nhau một tuần. Một nghị viên ở New Jersey bị bắn chết ngoài bãi đậu xe nơi ông làm việc chỉ một tuần sau khi nghị viên khác ở tiểu bang này bị bắn chết trên xe, theo NBC News vào ngày thứ Năm ngày 9 tháng 2. Ông Russell Heller, 51 tuổi, nghị viên đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Milford, được tìm thấy thiệt mạng ngay sau 7 giờ sáng ngày thứ Tư ngoài bãi đậu xe của PSE&G, công ty điện và gas nơi ông làm việc. Biện lý của Somerset County loan báo, cảnh sát nhanh chóng xác định ông Gary T. T. Curtis, 58 tuổi, là cư dân Washington, cũng là nhân viên cũ của PSE&G, đã đến gần và bắn ông Heller ngoài bãi đậu xe khi ông chưa bước lên xe, biện lý cuộc cho hay. và giờ sau, thì cảnh sát đã dò ra nghi can Curtis ở một bãi đậu xe khác ở Bridgewater Township và tìm thấy ông ta bị thương do tự bắn. Biện lý cuộc đã cho biết, lúc đó thì nghi can Curtis có súng và không lâu sau, ông ta được công bố thiệt mạng Cảnh sát đang điều tra lý do nghi can Cortez đã bắn ông Heller. Theo bị lý cuộc, ông Heller bị bắn chết chỉ một tuần sau khi bà Unit Trumford, nghị viên của đảng Cộng hòa ở Sierraville, được tìm thấy thiệt mạng do bị bắn trên xe gần nhà bà. Cảnh sát chưa biết ai là nghi can cũng như tại sao bà Trumford bị bắn. Sierraville cách Milford khoảng 55 dặm về phía đông. Cảnh sát chưa tìm ra mối liên quan nào giữa hai vụ án này. Biện lý cuộc của Somerset County cho hay vụ bắn ông Heller dường như là một vụ riêng lẻ. Tính từ Louisiana, một người gốc Việt đã thú nhận sưu tập phim hình ảnh nhạy cảm trẻ em lãnh ít nhất 5 năm tù. Công tố liên bang Joanne A. Evans vào ngày thứ Tư thông báo rằng Chris Bảo Nguyễn, 30 tuổi, ở Marrero, Louisiana, đã nhận tội vào ngày 7 tháng 2 năm 2023 về việc nhận được các phim, hình ảnh, nhạy cảm của trẻ em. Theo các tài liệu nộp tại Tòa án Liên bang, vụ kiện chống lại Nguyễn bắt đầu do một báo cáo Cybertip từ Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột. NEMEC gửi cho Cục Điều tra Louisiana, LBI, các đặc vụ đã thi hành lệnh khám xét nhà của Nguyễn ở Marrero. Cuộc điều tra của HSI xác định rằng Nguyễn đã nhận được các hình ảnh và video mô tả việc bóc lột tình dục trẻ vị thành niên. Nguyễn phải đối mặt với bản án tối thiểu bắt buộc là 5 năm tù và bản án tối đa là 20 năm tù và hoặc phạt tiền lớn 250.000 đô la hoặc cao hơn. Ngoài ra, Nguyễn phải đối mặt với sự giám sát ít nhất là 5 năm sau khi được phóng thích. Texas, Kiện chính quyền tổng thống Joe Biden vì yêu cầu các hiệu thuốc bán thuốc phá thai. Tiểu bang Texas đã đệ đơn kiện chính quyền của tổng thống Joe Biden để ngăn họ yêu cầu các hiệu thuốc bán các loại thuốc theo toa liên quan đến sức khỏe sinh sản theo Reuters. Vào tháng 7 năm 2022, chính quyền của tổng thống Joe Biden cho biết việc từ chối bán các loại thuốc có thể được sử dụng để chấm dứt thai kỳ có khả năng bị vi phạm luật liên bang, bất kể các tiểu bang có lệnh cấm khác nhau đối với quy định này. Hướng dẫn của chính quyền được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống ký một sắc lệnh hành pháp nới lỏng quyền dịch vụ chấm dứt thai kỳ sau vụ tối cao pháp viện lật ngược án lệ Roe v. Wade. Nó ảnh hưởng đến khoảng 60.000 hiệu thuốc bán lẻ ở Mỹ. Vụ kiện đã được đệ trình vào ngày thứ Ba tại U.S. District Court for Western District of Texas chống lại U.S. Department of Health and Human Services. Cơ quan này đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bộ trưởng Tư pháp Texas là ông Ken Boston cho biết trong một tuyên bố, chính quyền biết họ không có thẩm quyền pháp lý để thiết lập chương trình phá thai này, nên bây giờ họ đang cố gắng đe dọa mọi hiệu thuốc ở Hoa Kỳ bằng cách thăm he đòi rút các quỹ liên bang. Theo các viên chức của Tòa Bạch Ốc, 60 dự luật chống phá thai đã được đệ trình trong phiên họp lập pháp năm 2023 và hiện nay có hơn 26 triệu phụ nữ đang sinh sống trong các tiểu bang có luật cấm phá thai. Cục Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho biết, thuốc phá thai sẽ được bán rộng rãi hơn tại các hiệu thuốc và qua đường bưu điện. Trong một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra tại một tòa án liên bang ở Texas, những người phản đối phá thai đã khởi kiện để đòi hủy bỏ việc chuẩn thuận thuốc. Tuần trước, một nhóm gồm 20 bộ trưởng tư pháp tiểu bang của Đảng Cộng hòa đã nói với Warren Bush Aliens và CVS Health Corporation rằng họ có nguy cơ vi phạm luật liên bang và tiểu bang nếu phân phối thuốc phá thai qua đường bưu điện. Walgreens và CVS cho biết họ định xin chứng nhận và phân phối thuốc ở những tiểu bang cho phép phá thai, dù cả hai vẫn chưa thực hiện điều này. Tổng thống Joe Biden tới Wisconsin lại phê phán đảng Cộng hòa cắt giảm an sinh xã hội và Medicare, hứa sẽ ngăn chặn. Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ Tư nói rằng rất nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa ước mơ về việc cắt giảm các chương trình an sinh xã hội và Medicare. Tại Wisconsin, ông thề sẽ biến những giấc mơ đó thành cơn ác mộng. Ông nhấn mạnh rằng hai phút lợi đó thuộc về người lao động Mỹ và hứa sẽ không cho bất cứ ai cắt giảm các chương trình. Tổng thống Joe Biden cũng chỉ ra rằng một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đang đe dọa sẽ khiến nước Mỹ vỡ nợ nếu ông không đồng ý cắt giảm chi tiêu vì đã đến mức giới hạn nợ công. Tổng thống Joe Biden nói rằng Mỹ chưa bao giờ bỏ lỡ một khoản chi trả nợ nào và các đề nghị của Đảng Cộng hòa sẽ dẫn đến sự hỗn loạn. Tổng thống Joe Biden đem thông điệp liên bang đến Florida. Vào ngày hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã đem chương trình hậu thông điệp liên bang trực tiếp đến Florida, nơi có thượng nghị sĩ Rick Scott, thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đang được tổng thống xem là đối thủ dẫn đầu đối với chương trình Medicare và an sinh xã hội. Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ sử dụng chuyến đi để đánh bóng những thành tựu với lập luận rằng người dân chưa quen với những gì chính phủ ông đã đạt được. Tổng thống vào ngày thứ Năm nói về Medicare và an sinh xã hội tiếp tục thông điệp trong bài diễn văn liên bang vừa qua, trong đó ông thề sẽ bảo vệ hai chương trình mạng lưới an sinh xã hội. Bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden không phải là bài diễn văn thông điệp liên bang thông thường. Nó gây hiểu lầm, gây chia rẽ đảng phái, báo hiệu ông ấy khởi động vận động tái tranh cử năm 2024. Một chiến lược gia đảng Cộng hòa tại Florida, Ford O'Connor đã bày tỏ, và đừng mắc sai lầm, Biden sẽ đến Florida ngay sau diễn văn thông điệp liên bang. Florida không chỉ là trung tâm của Cộng hòa hôm nay, mà là nơi tập trung dân số người cao tuổi lớn nhất quốc gia. Trong bài phát biểu vào tối ngày thứ ba, Tổng thống Joe Biden nhắc đến đề nghị của ông Scott tự động từ từ khép lại các chương trình của chính phủ mỗi 5 năm buộc quốc hội tiếp tục bỏ phiếu gia hạn. Tổng thống Joe Biden cho rằng đề nghị này sẽ dẫn đến chấm dứt an sinh xã hội và Medicare. Thống đốc Ron DeSantis cũng tổ chức một cuộc nói chuyện để phản bác lại Tổng thống Joe Biden. Ông đã tổ chức một cuộc họp báo với hàng chồng họp bếp gas phía sau, ám chỉ chính phủ Tổng thống Joe Biden sẽ cấm bếp gas dưới vỏ bọc an toàn và bảo vệ môi trường. Ông Ron Santis cũng đã đề nghị miễn thuế bếp ga. Di dân lậu vượt qua biên giới phía Bắc Hoa Kỳ từ Canada đang gia tăng. Số lượng người vượt biên từ Canada vào Mỹ đang tăng lên tới hơn 700%. Khi ngày càng nhiều người Mexico khao khát được vào Mỹ, họ bay đến Canada và cố gắng vượt qua những vùng tuyết phủ trong thời tiết giá lạnh. Một gia đình gần đây đã bị đội tuần tra biên giới ở Vermont chặn lại khi đang bế một em bé 8 tháng tuổi trong nhiệt độ âm 4 độ F là âm 20 độ C. Một bức ảnh của gia đình được cục quan thuế và bảo vệ biên giới chia sẻ trên Facebook cho thấy một người đàn ông và một người phụ nữ bế em bé và một đứa trẻ 2 tuổi trên tay băng qua tuyết và băng trong đêm tối. Số người bị bắt giữ ở khu vực nơi gia đình này được tìm thấy được gọi là khu vực Swanton, bao gồm các khu vực của Vermont, New York và New Hampshire, đã tăng lên 1.146 người từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, so với chỉ có 136 người của năm trước. Theo dữ liệu của CBP, trên khắp biên giới phía Bắc, các chuyến đi từ Canada và Hoa Kỳ đã tăng từ 16.000 lên đến 42.000 trong cùng khoảng thời gian. Theo dữ liệu của CBP, người Mexico cho đến nay là quốc tịch hàng đầu vượt biên vào Hoa Kỳ trong khu vực Swanton, tiếp theo là người Haiti và người Quantamela. Một người di cư vừa bị đội biên phòng chặn lại và có tên trong hồ sơ của tòa án nói với các nhân viên biên phòng rằng anh ta và vợ đã bay vào Canada hợp pháp bằng cách bay tới Toronto và nói rằng hai vợ chồng gặp khó khăn trong việc tìm việc làm ở Canada, vì vậy họ đã cố gắng vượt biên sang Mỹ. Giống như những người di cư tìm cách vượt qua biên giới phía Nam, các tổ chức tội phạm có tổ chức cũng đóng một vai trò trong việc buôn lậu người di cư vào Canada. Người này cũng nói với các nhân viên biên giới rằng anh ta đã chuyển khoảng 1.000 đô la cho một người đàn ông như một khoản đặt cọc để anh ta và vợ vào Mỹ. Và anh ta sẽ phải trả thêm 1.000 đô la sau khi qua đến Mỹ. Anh ấy hy vọng rằng cuối cùng anh ấy và vợ sẽ được đưa đến sống và làm việc tại thành phố New York trước khi anh ấy bị chặn tại Vermont. Người lái xe đưa anh ta đi là một người đàn ông quốc tịch Chile, được cho là người của nhóm buôn lậu mà anh đã phải trả tiền. Khu vực này trước đây từng được sử dụng để buôn lậu người, một nhân viên biên phòng đã làm chứng trước tòa. Các quan chức biên giới cho biết họ lo lắng về nhiệt độ âm khiến cho người di cư vào tình trạng hạ thân nhiệt, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Nhiều gia đình đang vượt biên với con nhỏ của họ dọc theo biên giới từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 31 tháng 12. 6.709 gia đình di cư có con đã đến Mỹ từ Canada so với 1.500 gia đình trong khoảng thời gian năm 2021. CBP chưa công bố dữ liệu về số lượng người di cư không có giấy tờ đã cố gắng vượt biên biên giới phía Bắc hoặc phía Nam vào tháng 1. Ở phía bên kia biên giới Vermont tại một thị trấn nhỏ của Quebec, một nông dân nói với đài NBC News rằng không có gì lạ khi người dân địa phương nhìn thấy những người di cư băng qua biên giới theo cả hai hướng. Ông cho biết, người dân địa phương biết rõ điều này nhưng họ không trình báo với cảnh sát. Mỹ khẳng định rằng khinh khí cầu của Trung Quốc có thiết bị thu thập tín hiệu liên lạc. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9 tháng 2 khẳng định rằng khinh khí cầu của Trung Quốc đã bị bắn hạ vào ngày 4 tháng 2 có thể thu thập tín hiệu liên lạc. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao cho hay Mỹ đã sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao từ các chuyến bay của phi cơ trinh sát U-2 để xác định các khả năng của khinh khí cầu Trung Quốc. Theo tờ The New York Times, Bộ Ngoại giao Mỹ còn nói rằng Thiết bị của khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ rõ ràng là để giám sát tình báo và không phù hợp với thiết bị trên khinh khí cầu thời tiết. Cũng theo Bộ Ngoại giao, khinh khí cầu này còn có nhiều anten trong một mảng có khả năng thu thập và định vị địa lý thông tin liên lạc. Bộ Ngoại giao còn cho biết những tấm solar trên khinh khí cầu của Trung Quốc đủ lớn để tạo ra năng lượng cho việc vận hành nhiều cảm biến thu thập thông tin tình báo bộ ngoại giao mỹ cho biết thêm chính phủ mỹ tin rằng công ty sản xuất khinh khí cầu nói trên có liên hệ thương mại trực tiếp với quân đội trung quốc pla nhưng không nêu tên công ty mỹ sẽ tìm cách thực hiện hành động chống lại những công ty trung quốc liên kết với pla mà đã giúp đỡ cho việc khinh khí cầu xâm nhập vào không phận của mỹ chúng tôi sẽ mở rộng cuộc điều tra để vạch trần và giải quyết những hoạt động giám sát lớn của trung quốc Vốn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng tôi cũng như các đồng minh của chúng tôi, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhấn mạnh. Mỹ có chương trình thành lập trung tâm huấn luyện HIMARS ở châu Âu. Quân đội Mỹ đang lên chương trình thành lập một trung tâm huấn luyện ở châu Âu để hướng dẫn các đồng minh NATO cách khai triển hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS một vị tướng hàng đầu của mỹ cho biết trong bối cảnh nhu cầu về các hệ thống này ở đông âu đang tăng cao sau những thành công của loại vũ khí này trên chiến trường ở ukraine chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ ở đây nhưng đó sẽ là một khu vực mà chúng tôi có thể kéo nhiều quốc gia đến một địa điểm tư lệnh quân đoàn năm trung tướng john kolaseki người chịu trách nhiệm về các hoạt động của quân đội mỹ dọc theo sườn phía đông của nato cho biết trong một cuộc phỏng vấn Tin tức này được đưa ra khi Bộ Ngoại giao vào ngày 7 tháng 2 đã phê duyệt bán 18 dạng phóng HIMARS cho Ba Lan, cùng với hàng trăm hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt có điều khiển GMLRS và hàng chục hệ thống hỏa tiễn chiến thuật của lục quân ATCMS. Chính phủ Ba Lan muốn sắm các loại vũ khí này với trị giá ước tính khoảng 10 tỷ đô la, Chương trình HIMARS được đề nghị sẽ dành cho các quốc gia NATO mà Mỹ được phép bán cho các hệ thống pháo tầm xa cho quân đội của họ, bao gồm các quốc gia như Estonia, Ba Lan và Romania ở phía đông của NATO. NATO nhìn thấy sự tàn bạo của những gì đã diễn ra ở Ukraine và biết rằng tất cả 30 quốc gia nên đoàn kết cùng nhau để bảo vệ lãnh thổ NATO. Tướng Kulashenki đã nói, Bộ trưởng Quốc phòng của Estonia cũng đã nói rằng một trong những bài học lớn nhất rút ra được từ cuộc chiến Ukraine là vũ khí tầm xa rất quan trọng. HIMARS đã làm thay đổi được cuộc chiến. Estonia cũng mua 6 hệ thống HIMARS và sẽ được giao trong khoảng thời gian năm 2024 đến năm 2025. Công ty Netflix xác nhận sẽ bắt đầu tính phí người dùng chia sẻ tài khoản với những người khác bên ngoài nhà của họ. Netflix công bố các quy tắc mới cho một số quốc gia bao gồm cả Canada. Những người chia sẻ mật khẩu của Netflix nên chú ý số ngày cấp quyền truy cập miễn phí vào tài khoản của bạn cho một người nào đó bên ngoài nhà của bạn đã được đánh số. Netflix đã công bố vào ngày thứ tư rằng họ sẽ bắt đầu tính phí người ghi danh ở một số quốc gia để thêm tối đa hai người dùng mới không sống trong cùng một nhà của họ vào tài khoản. Hiện tại tùy chọn mua thêm ghi danh đang được khai triển ở Canada, New Zealand, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha và các gói chia sẻ chỉ khả dụng cho những thành viên đã sử dụng ghi danh tiêu chuẩn 15 đô la 49 xu một tháng và cao cấp là 19 đô la 99 xu một tháng. Thông báo chính thức xác nhận này báo cáo gần đây của người dùng rằng Netflix đã sẵn sàng áp dụng các quy tắc chia sẻ mới. Trong bản phát hành mới nhất, Netflix đã nhắc lại ước tính trước đó rằng hơn 100 triệu gia đình đã chia sẻ tài khoản của họ với những người khác. Điều mà công ty cho biết là ảnh hưởng đến khả năng đầu tư vào các bộ phim và chương trình truyền hình mới của công ty. Công ty cho biết các hạn chế này sẽ không ảnh hưởng đến việc xem trên thiết bị mới hoặc thiết bị riêng biệt mà họ có quyền truy cập, chẳng hạn như TV tại khách sạn hoặc nhà nghỉ cho thuê. Thông báo từ Netflix về việc hạn chế chia sẻ là rõ ràng, tài khoản Netflix chỉ dành cho một gia đình mà thôi. Giá vàng của ngày hôm nay, những diễn biến mới ảnh hưởng đến giá vàng. Giá vàng thế giới vào ngày hôm nay vẫn giữ nguyên khi thị trường đang xem xét phát biểu của ông Jerome Powell, chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Trước đó tại một câu lạc bộ kinh tế ở Washington, ông đã nhắc lại rằng lạm phát của Mỹ tuy bắt đầu giảm nhưng để đáp ứng các mục tiêu thì còn một chặng đường dài. Ông cho biết, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn có thể buộc cục dự trữ liên bang phải gia tăng lãi suất nhiều hơn dự định. Sau phát biểu này, giới đầu tư đã dồn tiền vào cổ phiếu, dòng tiền chảy vào vàng đã bị hạn chế, ảnh hưởng đến giá vàng. Tuy nhiên, bà Snyder tại Market Gauge, giám đốc nghiên cứu và giáo dục thương mại cho rằng vàng sẽ vẫn là một loại tài sản hấp dẫn trong năm 2023 khi thị trường tài chính còn quá nhiều bất ổn. Theo bà, nếu mức 2.000 đô la một ounce được phá vỡ, thì giá vàng có thể sẽ tăng lên trên 3.000 đô la một ounce. Đồng quan điểm, thì ông Mike McClone, chiến lược gia cấp cao của Bloomberg, cho rằng vàng là mặt hàng có hiệu suất cao nhất vào năm 2023, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu nới lỏng chính sách. Theo Hội đồng Vàng Thế Giới WGC, trong thời gian tới, các nhà đầu tư cần chú ý là hoạt động mua vàng của các ngân hàng quốc gia sau khi đã mua 1.136 tấn trong năm 2022, mức cao nhất kể từ năm 1967. Ở chiều ngược lại, đà tăng của vàng bị hạn chế bởi đà đi lên của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ và sự hồi phục của đồng đô la. Trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay trên sàn giá vàng vẫn giữ 1.876 đô la một ounce, vào đêm qua thì giá vàng thế giới có lúc lên đến 1.885 đô la một ounce, nhưng sau đó đã đi xuống trong bối cảnh kinh tế Hoa Kỳ tốt lên. Vào tuần trước, giá vàng đã có nhiều biến động mạnh, lúc tăng cao, lúc lại giảm. Ở phiên cuối tuần vừa qua, giá vàng đã giảm tới hơn 50 đô la một ounce chỉ sau một đêm. Vụ bà hiệu trưởng ở Anh cùng chồng và con gái được phát hiện chết tại trường học là do chồng sát hại vợ. Thi thể của gia đình ba người được phát hiện tại trường Epsom College ở Surrey vào sáng sớm ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023. Nữ hiệu trưởng của ngôi trường danh tiếng cùng cô con gái 7 tuổi đã bị chính chồng mình giết hại, sau đó người đàn ông này cũng đã tự sát. Theo thông tin từ The Sun, cảnh sát nghi ngờ George Patrickson, 39 tuổi, giết vợ mình là Emma, 45 tuổi, và con gái Letty, 7 tuổi, trước khi tự sát vào cuối tuần vừa rồi. Cảnh sát Surrey cho biết họ không nghi ngờ ai khác có liên quan đến vụ án mạng riêng lẻ này. Tuy nhiên, cảnh sát không nói chi tiết nguyên nhân gây ra cái chết. Người ta đã nghe thấy tiếng nổ súng trước khi thi thể của cả gia đình được tìm thấy trong khuôn viên của trường Epson College vào lúc sáng sớm vào ngày 5 tháng 2 năm 2023. Được biết là ngôi nhà của gia đình nằm giữa những ngôi nhà của các giáo viên và nhân viên khác của trường. Thanh tra cảnh sát Kimbo Eddy đã nói thay mặt cảnh sát Surrey Tôi muốn gửi lời thương tiếc chân thành đến người thân và bạn bè của gia đình Patterson, cũng như sinh viên và nhân viên của trường Epsom College vì sự mất mát to lớn này. Tôi muốn khẳng định rằng chúng tôi sẽ tiến hành điều tra đầy đủ về những chuyện đã xảy ra trong đêm đó và hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy bất an. Tôi muốn chúng ta hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời điểm khó khăn này. Người chồng của bà hiệu trưởng, ông George Patterson, là một kế toán viên sinh năm 1983. Ông ta là giám đốc công ty tư vấn quản lý Communist House kể từ tháng 10 năm 2016. Bà Patterson chuyên về ngoại ngữ hiện đại sau khi học môn tiếng Anh và tiếng Pháp tại trường Đại học Leeds. Bà đã giảng dạy tại trường trung học Croydon 6 năm trước khi chuyển đến Surrey. Trường Epsom College là trường được bình chọn là trường tư tốt nhất của năm 2022. Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố dừng tuyển tù nhân. Người đứng đầu Wagner thông báo tập đoàn an ninh chấm dứt tuyển dụng tù nhân Nga tham gia chiến dịch quân sự. Chúng tôi đã dừng hoàn toàn việc tuyển dụng tù nhân vào tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, người đứng đầu tập đoàn Yevgeny Bigosjin vào ngày 9 tháng 2 cho biết những thành viên của tập đoàn đang thực hiện nghĩa vụ của họ thông báo được đưa ra sau khi truyền thông nga hỏi rằng liệu wagner có dừng tuyển dụng tù nhân hay không đồng thời cho biết một số tù nhân chưa nhận được phản hồi sau hơn một tháng gửi đơn xin gia nhập tập đoàn Trước đó, ông Prykosin ngày 6 tháng 1 cho biết nhóm cựu tù nhân đầu tiên tham gia chiến sự Nga và Ukraine với tư cách tình nguyện viên đã hoàn thành hợp đồng 6 tháng và được ân xá. Người đứng đầu Wagner cho biết những tù nhân gia nhập tập đoàn nhận khoản thù lao ít hơn các thành viên khác. Tập đoàn Wagner được thành lập vào năm 2014 và có khoảng 8.000 người tính đến tháng 4 năm 2022. Tình báo phương Tây coi lính Wagner là lính đánh thuê của Nga cho biết họ từng tham chiến ở Syria, Cộng hòa Trung Phi, Libya và Mali. Trong cuộc họp báo vào tháng 12 năm 2022, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ là ông John Kirby nhận định tập đoàn Wagner đã khai triển khoảng 50.000 lính quân sự đến Ukraine. Các người lính Wagner được đánh giá là có trang bị tốt hơn và dày dặn kinh nghiệm hơn một số lính của quân đội Nga. Nhiều lính Wagner gần đây đã tham gia cuộc tấn công vào Bakhmut thành phố Ukraine đang kiểm soát ở tỉnh Donetsk và vùng lân cận. Đại sứ Trung Quốc nói rằng khinh khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận của Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại một chương trình truyền hình nói rằng khinh khí cầu của Mỹ đã vài lần bay vào không phận Trung Quốc, nhưng Trung Quốc đã lặng lẽ giải quyết và cho rằng Washington nên trả lại những mảnh vỡ khinh khí cầu cho Bắc Kinh hàng loạt vấn đề đã được người đại sứ này đề cập trong một chương trình trên đài truyền hình lci của pháp như là vấn đề trục trặc về khinh khí cầu vấn đề đài loan cuộc chiến ukraine mối liên hệ giữa trung quốc với mỹ và nga toàn bộ nội dung cuộc trao đổi đã được đại sứ quán trung quốc tại pháp đăng tải khi được hỏi nếu khinh khí cầu mỹ bay vào không phận trung quốc thì trung quốc sẽ phản ứng ra sao và có bắn hạ hay không đại sứ lô sa giả cho biết trên thực tế điều này đã xảy ra một vài lần, nhưng mỗi lần thì Trung Quốc đều lặng lẽ giải quyết mà không thổi phòng. Ông cũng tiết lộ Bắc Kinh từng đã hạ khinh khí cầu nếu thấy đây là hành động khả nghi và khi chúng là khinh khí cầu do thám. Theo ông, điều thực sự gây sốc không phải là việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu mà là Mỹ đã bày tỏ sự thấu hiểu trước lời giải thích của Trung Quốc và dường như cho thấy họ sẽ không bắn hạ khinh khí cầu, nhưng cuối cùng họ lại bắn hạ nó. Ông cũng cho rằng Mỹ nên trả lại những mảnh vỡ của khinh khí cầu vì đó là tài sản của Trung Quốc. Phát biểu này là lần đầu tiên phía Trung Quốc chính thức muốn Mỹ trả lại khinh khí cầu đã bị bắn rơi vào ngày 4 tháng 2. Tiếp đó trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh trong hai ngày 7 và 8 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Mao Ninh cũng đã đưa ra tuyên bố tương tự khi khẳng định khinh khí cầu là tài sản của nước này. Khinh khí cầu này không phải của Mỹ, chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Tin Việt Nam công luận phản đối chuyện Đà Lạt dự tính xây casino. Công lại các cụ, con năng nỉ các cụ đừng bao giờ nghĩ đến vụ casino sẽ có mặt ở Đà Lạt nữa nhé. Các cụ định đua với Malaysia có cao nguyên Genting trốn cờ bạc cá độ đấy à. Còn lâu mới theo được Malaysia, một bài báo trong nước đã dẫn lời độc giả Vũ Thị Lan Anh. Ý kiến này được đưa ra sau khi có tin nhà chức trách tỉnh Lâm Đồng báo kế hoạch xây casino ở thung lũng tình yêu thành phố Đà Lạt. Bài báo ở Việt Nam cho biết ngoài ý kiến nêu trên, hàng trăm độc giả của bài báo đã không đồng tình về việc này. Một độc giả cũng đã nói rằng Tôi lên hưởng không khí, môi trường, cảnh vật của Đà Lạt. Tôi không có nhu cầu và thời gian đi casino. Bây giờ khắc phục môi trường trước đi rồi tính. Một năm mà có tới hàng chục hecta rừng bị phá mà chính cái cánh rừng đó lại là thứ thu hút khách du lịch. Liên quan đến dự án xây dựng casino, một bài báo khác lại nói rằng đây là một phần trong kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, tức là các ngành nghề dịch vụ có doanh thu từ du khách vào ban đêm cùng với casino Đà Lạt dự tính cho phép xây dựng thêm shop house, club house, bar, nhà hàng, rạp chiếu phim cũng như mở chợ đêm lớn hơn khu chợ đêm Hòa Bình hiện nay. Công ty du lịch thành công của Lâm Đồng được xác nhận là doanh nghiệp khai triển tổ hợp kinh tế đêm tại khu du lịch Thung lũng Tình yêu, đòi mộng mơ, đòi thống nhất. Ông Nguyễn Văn Sơn là phó chủ tịch thành phố Đà Lạt đã giải thích việc xây dựng casino góp phần tác động tích cực trong việc thay đổi diện mạo ban đêm của Đà Lạt, nâng cao thu nhập, cải tiến đời sống của người dân. Trước vụ xây dựng casino thì nhà chức trách thành phố Đà Lạt hồi năm 2019 từng gây tranh cãi với toàn tính giờ dinh tỉnh trưởng qua vị trí khác để lấy đất xây khách sạn và trung tâm thương mại. Sau khi bị công luận chỉ trích và phản đối gây gắt, dự án này đã bị tạm ngừng làm giết đà lạt thấy tiếc tiêu tan ha <laughs> thấy đà lạt hết còn mộng mơ như ngày xưa nữa đà lạt bây giờ nó khác xưa quá à, bây giờ hiện đại những cái xây dựng hiện đại rồi ừ. mình uh, rất là khó kiếm những cái khung cảnh mà nhẹ nhàng nên thơ của đà lạt mộng mơ ngày xưa và cũng không có còn lặn giống như hồi xưa nữa chắc Thì có lẽ xây dựng nhiều quá người ta nói nó cách đây khoảng 2 ba chục năm về trước thì buổi sáng rất là lạnh, buổi tối buổi chiều rất là mát lạnh. Nhưng mà hiện tại giờ thì cũng không còn lạnh như lúc trước nữa. Hơi tại vì xe xe lạnh à rồi. tại vì cây cối đã bị cắt rất là nhiều, bị chặt rất là nhiều. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là phần giải trí. Thưa quý vị, trước tiên thì lan Lộc xin phép được nhắc lại À, về lá thư tìm người thân sáng nay của anh Văn Đức Thành, anh hiện đang ở Denver, Colorado, sinh năm 1972 mà trong giấy tờ thì ghi là anh sinh năm 1974 tại quận 3 Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam và anh đang tìm mẹ của mình tên là Trần Thế Lệ. Trước năm 1975 thì mẹ của anh sống ở gần khu Gia Binh thuộc phường Nại Hiên Đông, quận 3, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam. Quý vị nào chưa nghe thông tin lá thư này thì xin quý vị hãy xem các short video mà tìm người thân Loan Lọc. Và Loan Lọc rất là mong quý vị hãy giúp cho Loan Lọc để chia sẻ cái video này chỉ có mấy chục giây thôi quý vị. À, và quý vị chia sẻ rộng rãi hơn, dùm Loan Lọc nhiều hơn nữa để anh có thể tìm được mẹ của mình. À, thời gian đã... 50 năm rồi, hơn 50 năm rồi ha. Ừ. Anh nói năm 1972 và cho đến nay là đúng 50 năm đó quý vị. Chúng ta chỉ cần một cái hành động rất nhẹ, rất nhỏ là chia sẻ dùm loan lọc cái short video để mà anh có thể tìm được mẹ của anh. Một cái niềm hạnh phúc mà mình nói là không thể nào mà mình có thể tưởng tượng nổi khi nếu mà anh tìm gặp được mẹ của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, chiều nay là muốn gì đây? Trước khi nhận được tin vui anh tìm được mẹ thì Loan muốn lọc kể chuyện vui chuyện vui hả <laughs> chuyện vui lỗi đối với lộc hơi căng thẳng căng thẳng vẫn kể nhưng mà không sao căng căng lộc vẫn kể à, kể đi loan không kêu lộc lộc cũng vẫn kể <laughs> cái Này gàn quá <laughs> tại vui mà ừ. cái giây phút này là giây phút thư giãn quý vị thì mình cứ vui đi cười đi một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ à rồi muốn cười nữa không muốn nghe chuyện vui nha <laughs> vui rồi đó đủ tự rồi như sợ muốn cười không Kể chuyện vui thì đủ rồi xong rồi đó Nói vậy cười rồi <cười> nó thôi có hai ông bà lão trong một buổi tối nọ ngồi chung nhau một cái bàn ánh đèn le loát của đèn cây lãng mạn ông mới nhìn bà với vẻ là ngưỡng mộ sau một khoảng thời gian tâm sự thì ông nghĩ rằng bà chính là một nửa mà ông đang tìm kiếm ông mới lấy hết sức can đảm nói lên tiếng nói của ông bà ơi bà có đồng ý lấy tôi không sau vài phút suy nghĩ bà nhìn ông và nói có tôi đồng ý bữa ăn kết thúc hai người nói chuyện vui vẻ họ chia tay ra về sáng ngày hôm sau sau khi thức dậy ông mới sực nhớ đến bà và nghĩ rằng ủa Ngày hôm qua mình có cầu hôn bà không ta? Sau đó thì ông mới lục tìm kiếm số điện thoại của bà. Hên quá, có số điện thoại. Ông mới gọi điện thoại cho bà. Alo, bà hả? Ngày hôm qua đó. Tôi với bà có những giây phút rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi không nhớ là tôi đã cầu hôn bà chưa? Bà già cũng trả lời lại. À, có, có ông có cầu hôn tôi ủa vậy 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 bà có có trả lời là là yes hay là hay là no tôi tôi trả lời là yes cũng hên quá chừng luôn đó tôi cảm ơn ông đã gọi lại chứ từ hồi tối hôm qua tới giờ tôi không nhớ là ai đã hỏi lời cầu hôn với tôi Ông nhớ gì hết không nhớ chị cũng siết chị siết rồi xong nó không biết ai còn hôn mình <laughs> nhưng mà dễ thương rất Đẹp. là dễ thương à, mối tình ừ. già những người um, những người già, già những người lớn như vậy thì họ chỉ muốn có được một người bên cạnh để mà chia sẻ Bầu những bà. cái à, buồn vui trong đời à. thôi à, một câu chuyện rất là dễ thương ha quý vị <laughs> ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc Lan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương để chia sẻ cho chương trình của Lan Lộc và luôn luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.